Bây giờ thì ông nội sẽ khui ra thử coi như khoai lang như thế nào. Nãy tưởng không lạnh không bẩn cái áo à. Cô chú ơi, ta nói với ông nội con với mẹ con đang làm đó nè. Chưa gấp xong. Tưới vô khoai á cô chú, thì mình sẽ mở cái quan này thì nó sẽ chạy đều theo cái lằn ống nước màu đen. Hi, theo xin chào quý cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Gia đình bé heo cuộc sống Trung Quốc tại Hà Bắc. Chào mừng cô chú anh chị đã quay trở lại với gia đình nhỏ của Theo nha. Ông nội đi lấy cái lọt khoai lang á cô chú để trồng á. Cha bé heo tính đi lấy mà ông nội lái xe lên này. Nó mà tua. Vì sao anh mày cài la xuống lại hồi xa vậy nè. Cha về em bé vui lắm. Ông nội lại đây lấy nước. Ông nội lại đây lấy nước á cô chú. Nước uống á. Mình làm cái thẻ VIP á thì được lấy gần đây. Ở đây là cái trụ sở chỗ em ở nè. Ở đây là cái thôn mới xây đó. Chia sủi à? Trước tiên thì mình lại mình bỏ cái thẻ trong cái chỗ này nè cô chú. Cái bắt đầu một hồi là nước nó sẽ tự động xuống. Mình để thùng vô mình hứng. Bữa giờ cha bé heo mua đọt khoai lang cho ông nội. Giống mới năm nay cô chú. Ông nội giờ trồng giống mới nữa rồi. Mua ở trên mạng á. Thì bữa nay cuối cùng cũng tới rồi. Rồi vợ chồng em tính xuống ruộng lấy xe về đang chở. Mà rốt cuộc thì ông nội lại trước tụi em. Rồi cái xe nó bị cái gì mà tắt không có được. Rồi cha bé heo nó giờ mò đang sửa nè. Cái bác bên đây đang chuẩn bị làm cái cửa ra vô. Tập bỏ làm mới lại. Nãy giờ mò mẫm nó bị cái gì nữa cái xe này. Bây giờ thì ông nội sẽ khui ra thử coi như khoai lang như thế nào. Người ta trồng bằng cái củ á cô chú. Cái nó lên cái tược đó. Cái người ta sẽ bứt cái tược đó bán cho mình. Cái này là ông nội mua một phần ở trên mạng á. Còn một phần thì mua qua tới ngay trang chỗ người ta trồng luôn. Hồi năm rồi thì em có quay cho cô chú anh chị xem đó. Người ta trồng ở trong cái nhà lồng á cô chú. Đây là sầm si si hoa hổm à? Điều hoa bìa là? Điều hoa bìa nè. Ông nói nó mua này là trồng trước hai cái dòng mà bữa em với ông nội làm ở dưới cái đường mương á cô chú. Đi thành khui ơi, bà tạc hai nấy mang là. Nè, cô chú nói vậy nè cô chú. Đây là dùng tao mình chèn mà bố dùng chèn về. À, đây là thiên hổ bố dùng chèn đó. Hỏi càng nhấp vậy. Người ta nhấp sẵn rồi. Hồi lần mua đằng cái nhà lồng á cô chú. Nó sẽ còn cái ghế gì nè. Mà mình phải nhấp ra mới được. Cái này là nhấp sẵn rồi. Móc ra đồng thời nó ủ, lá nó bị úa. Chị nấu lẹ đây, ta chị nấu lẹ. Rỡn. Bữa nay gió lại rất là lạnh nữa rồi cô chú. Nãy tưởng không lạnh không bận cái áo mà người ta dài ở bên Việt Nam mình á. Với mấy cô miền Tây hay mặc á. Cái bắt đầu lạnh quá. Nó bị úa chứ. Để trong cái này cái đầu nó hầm nó bị úa chứ. Thiên hổ là đây gặp bộ dùng chè. Ông nội tháo ra đằng trên nó lấy bóc hơi ra để không nó bị hư. Trời ơi, em tưởng nó rẻ lắm anh ơi. Hỏi ông nội nhiêu nè, cô chú biết, cô chú anh chị biết nhiêu không? 4.000 mấy tệ đó.
Ông nội nói trồng hết trơn cái mẫu đất của ông nội hôm bữa giờ mà em quay cho cô chú anh chị xem á, là cỡ gần hai dạng hơn, tùy theo giá lên xuống. Ha, mà ở bên Việt Nam mình dễ ghê. Ông bà cô chú ơi, bữa nay mẹ với ông nội con làm bánh này nè ông bà cô chú. Ông bà cô chú ơi, bà nói với ông nội con với mẹ con đang làm bánh nè. Ông bà cô chú ơi, cái này là ông này mới làm nha nè. Ông bà cô chú ơi. Ông bà cô chú ơi, nhưng mà mà chú mẹ với bà nội của con với ông nội của con này không mặc chú không mặc chú cha với heo lấy nước là đang hỏi nó tưới cái này nè cô chú, tưới cái khoai để ngâm nó. Đâu con khó lận lận. Giờ này chui vô trong ngóc trong đó sửa cái gì cho ông nội nữa này, bị hư cái gì á, thui ra vậy nè cô chú, nó nặng đi lắm luôn á, cái thùng này rất là nặng luôn. Hai hai lò cơm sơ cưa, hai sơ cưa lò cơm đi hao. Ông nội với cha mẹ chắc khoai lang ở đây à, vài bữa nó trồng rồi ông nội gáp cái ống nước xong rồi trồng, ống nước chưa gáp xong nữa. Mấy cái khúc mà nó bị đứt đoạn của chú mình phải nói vô. Ông nội này đổ nước vào trong cái miếng mền này nè cho nó ẩm nước á, cái để khoai lang xuống cho nó nước nó vô đó. Bên Trung này hay nghĩ lắm, em mua đồ cây gao rồi mấy kia trên mạng á, người ta hay quấn với cái miếng vải thấm nước vô. Một bó gì đây á là 200 cộng đó cô chú. Ông nội mua tới đâu mấy ngàn cộng lận. Mà được có bao nhiêu nè, nãy giờ đếm rồi ông nội nói thiếu hình như là một hay hai thùng gì á. Bây giờ thì để vô đây đặng sáng mai là trồng sớm rồi đó. Hên là cha với heo bữa nay về 5 giờ mấy, cho nên xuống cũng phụ được cũng nhiều. Mấy năm trước đó là ông nội mua của người quen, cũng trồng cái nhà lồng á cô chú. Qua đó mình tự trở về luôn, nhưng mà nó khoai nó rất là ngắn, nó không có được tốt á, về phải nhấc cái đầu nữa, rất là phiền phức luôn. Cho nên năm nay ông nội quyết định cũng như là quen á, mình không mua thì cũng ngại, cho nên mua trên mạng một mớ, rồi cái mua của cái chú quen nó một mớ. Phải đếm từng cộng vậy đó, dao thiếu rồi. Một bó gì là 200 cộng, mà nãy em đếm có 108 cộng. Để ông nội đếm này đủ không? Không à? Mua tiền. Cha mấy heo ấy cống nước ra đằng đi nói với ông nội. Ông này ông bự cô chứ. Ông này ông cái. Ông chín. Cho ông đi làm về rồi. Giờ
6 giờ mấy gần 7 giờ tối mà nó chưa tối nữa. Xuống ông nội làm phụ đang đẻ lên, ngày mai ông nội trồng khoai lang rồi đó cô chú. Gắn ống nước tiếp. Đi đi con. À, mà cô chú đi với con, nó đòi xuống dưới. Đi theo cha nó, em đi dưới coi phụ được cái gì phụ. Mới mua cho mẹ cái áo khoác đang đi học, áo khoác mùa hè này con mẹ kìa. Xuống tới cái nè, nè nè nè. Ông nội làm sắp xong rồi. Xuống tới cái kêu âm sầm hết trơn. Cái đầu có cái nón có hai cái tay thỏ cái mẻ rồi. Quay lại coi, quay lại cho ông bà cô chú coi em ăn dạ. Quay lại cho ông bà cô chú coi. Làm gì kéo quần lên dạ. Ôi là trời, ông nội kêu em chồng cái rau ở đây, giờ em chồng có cái ổi nữa, giờ cái người ta xả nước vô giờ không biết nó như thế nào nữa, chứ em bứng nó về nhà không biết còn sống kịp không nữa. Thiếu hết trơn rồi. Tiêu hết trơn rồi. Ngày mai đây xuống đây bứng về mới được. Thiệt là tình. Mấy chục tệ. Con dạ nó nói mẹ ơi tiêu hết trơn rồi, mẹ còn làm gì kéo cái quần lên. Lũng là lũng lẳng mắc cười vậy chị hai. Chị hai của tôi. Làm gì kéo quần lũng lẳng vậy. Hả? À? Đây là cái ống nước này, mai mốt mà mình muốn tưới vô khoai á cô chú thì mình sẽ mở cái quan này thì nó sẽ chạy đều theo cái lần ống nước màu đen này nè, nó sẽ phúng ra đều hết trơn, mình không có cần làm gì cực hết trơn á. Bây giờ cha bé heo thì đang dưới đó mở nước rồi, kìa ông nội thì đang gắn thì mấy cái quan nữa là xong rồi. Mỗi một vòng là có một đầu mình có cái quan đó cô chú đó. Vậy là mình mở ra là nó phúng ra đều hết trơn, rất là khỏe. Mấy năm trước á thì em với ông nội á là cho nước vô cái đường mương này nè, cái rãnh này nè. Rồi cái mình chỗ nào có khoai lang á, cái mình múc từ cái áo nước mình tưới vô từng cái gì đó. Nhưng mà hồi năm gọi đến năm nay là ông nội phát hiện ra cái cách này nè. Thì gần nó hơi đau ví, nó tốn tiền nhiều hơn nhưng mà nó khỏe hơn á cô chú. Cha bé heo đi mở nước rồi, ông nội đang gáp bên đó kìa. Làm điều hết trơn gì đó, tới khi mình thả nước cái mình chỉ bật cái quan lên là xong. Mình muốn dừng cái dòng nào thì mình lại cái đầu dòng đó cái mình tắt cái quan là ok liền. Em nói rau của em chắc nó chết hết quá, chắc em mới bứng về, ông nội nó không có chết đâu. Nước họ nó rút xuống này. Có cái ổi nữa cô chú, em mua cái ổi gì trồng thử. Phải là mà. Ôi ơi, miệng thiên trồng là. Ôi ơi, nam mà chia cha nam mà chia là nắng sao trồng tới liệu mà. Ông nội đi đi chợ mua cái kêu bằng bên đây dịch cho tiếng Việt mình bằng cái căn đó, để xuống dưới đó, cái căn hôm bữa ông nội với cha heo ginh lên không có được á, bây giờ mua thêm cái căn mới về cho nên làm chưa xong. Bây giờ điện kêu cha bé heo xuống phụ ngày mai là kêu người lên, ngày mai là chồng rồi đó, cho nên rất là gấp rồi. Chồng thì rất là nhanh. Sẽ hỏi cái này nè. Ông nội kêu lấy giùm ông nội cái đèn. Còn từ đây qua tới đó chưa xong, chưa có nói xong. Bởi vì mới kêu cha bé heo xuống phụ, bữa nay chắc tới nửa đêm rồi. Cũng lâu lắm. Dán này rồi thì mình phải dặn cái này lại. Những hồi cha bé heo phải đi quấn cái bọc vô, sợ nó bị phun nước ra. Đây là thấy khóa hay cửa gì mà mấy chồng mới thấy mang mà thấy xỉu mà dặn vào đó, không có vô dặn vào đó là xong rồi đó. Cha bé heo đang nói ống nước với lại sửa cái nói cái
dây điện á, đợi một hồi mình bật cầu dao lên cho nước nó vô á. Chị Thiên Cam thấy bàn xăng là về. Thế ban dê là hải hậu tua nữa. Tua ban kênh đi à. Bắt đầu bón ốc kêu đang xiết lại. Thấy tỏn lại bè. Thế mà xong. Nhanh là mà nhé tiền nữa đi. Xong. Xong rồi tao ba. Chào có ta rồi. Bây giờ thì tới ga tay. Nói công ty điện vô đây. Có cái đầu mót. Ông nội bữa nay mới đi mua cái đầu mót là cô chú. Cái đầu mót để bắt nước á. Điều khiển từ xa á. Nè, nó ba lớn đây nè. Điều khiển từ xa đó. Nó có cái này nó hút bắt sóng đó. Hồi trước thì kìa, mấy năm trước thì cái đầu mod như là cái đầu mod tivi của mình vậy đó. Năm nay chơi lớn luôn, mua cái chà bá luôn. Ăn khách gen mà. Để em bắt đèn cho chồng em cái. Cái này nó liền với cái mung tưa mà ông nội kêu bằng cái cây căng đó cô chú. Thể với nước đó, giờ mình gắn điện vô đây nè. Đặng mai mốt mình bật lên là bắt đầu nó mới lên nước. Là con đi ưa là mà. Trên xưa về. Trên xưa. Hồi quả là khoai cha. Em hỏi chồng em đói chưa? Chồng em nói đói sao không? Gán cái này làm tí ông nội đi. Cho xong đi hả chị ăn. 7 giờ rồi, 7 giờ mấy rồi. Người Trung Quốc mà đi làm mà người Trung Quốc nấu ăn mà ngày nào cũng về than hết trơn, ăn không có được. Rồi mua bánh, mua mì lặt vặt ăn vậy đó cô chú. Bởi vì buổi chiều về tới là nhà đói dữ lắm luôn. Về nhà tới là em nấu nước rồi chuẩn bị đồ rồi sẵn rồi đó. Vô là tắm mà ăn không chịu, đói lắm. Ăn xong rồi mới tắm. Mấy cái đèn cho ông nội cũng dành á. Đi xịn đất không á. Xịn đất không mà đi ra gì nè. Cho xong á, nó cà quàng à. Ngồi đi kiếm cái đó nặng cuốn này. Miệng Thiên sao mới nặng tới liệu. Ngày này ông nội làm ở đó chưa có ấy nữa. Cha bé Heo thì làm cái này chưa có xong. Bé Heo đem đèn cho cha nó. Cho cha nó xong rồi làm phụ ông nội nữa. Bên đây giờ 7 giờ nó còn sớm bẩn rồi cô chú. Giờ này 8 giờ mấy rồi đó. Mà nó còn hơi bừng bừng sáng nè, chưa có tối không. Chưa có tới hù. Chạy từ từ hơi té đó con. Nó chưa thấy cha nó ở đâu, cha nó dùng cái kẹt để hồ lùi đó. Đi xuống, bây giờ giống như đi lên núi vậy. Rồi đưa cho cha đây. Đưa cho cha đi. Ôi, cha vất vả rồi, tối rồi cha không thấy đường đó. Đưa cha tệ lại bên thổ đi. Tệ thổ ra bà. Xuống bà xịn lắm á. Bà xịn lắm á. Thế mấy cản xịn bà bay sẵn. Không có gì. Yes, yes, nói tiếng gì vậy, tiếng Trung kìa chưa? Con nó gái xứng đáng đồng tiền bát gạo. Nó kêu cha nó cẩn thận coi chừng điện đó, coi chừng điện giật đó. Điện giật thì không thấy đường, nó không biết cha nó là ai luôn. Thiệt là tình. Chồng em thử có cảm giác không? Lên nước rồi với chồng ơi. Xu lại là. Nghe xem là. Chồng em kiểm tra coi có chỗ nào nó bị lú nước không? Nó bị xì nước không? Ơi. Bữa nắng xua.
cha bé heo bắt nước lên rồi cho ông nội thử coi. Ông nội cái cha bé heo thử rồi cái ông nội sao la làng lên kêu tắt không biết nữa. Nó phúng lên điệu hết trơn nè cô chú. Ông nội la không cho bắt nước thử. Này về này xuống đây giờ nó đau bụng rồi cô chú ơi, chịu hết nổi luôn rồi, tính ẩm nó về nè. Cha bé heo làm với ông nội không biết nào mới giờ mới xong. Nãy biết chị hai mẹ con đi xe đạp điện rồi. Giờ cha mẩm nó về nhà trước quá, đau bụng dữ rồi. Đau dữ lắm hả con? Gá nó đi. Hai mẹ con vô xe ngồi. Cha bé heo làm với ông nội không biết nào về, em đói bụng quá rồi, bữa nay em múc cơm cho ăn rồi. Gheo không với cái trứng này cô chú. Bữa nay thì em chỉ có trứng với gheo xào thôi. Vậy thế cái ông bà cô chú ơi. Ăn cơm hay là uống nước ngọt không nó không nổi. Bỏ vợ được chứ bỏ nước ngọt bỏ không được đó. Cái gì cũng bỏ được chứ mà có cái nước ngọt bỏ không được. Rồi làm giống như với anh chàng luôn rồi. Làm xong về giờ 9 giờ mấy gần 10 giờ. Làm ra ca xuống dưới luôn, không có kịp ăn. Ăn đi. Hôm nay ăn gì nè cô chú? Trứng chiên. Với cái này là thanh cua. Tội em xào đó. Cha bé heo phải ăn ba cái gì? Ta biển này nè. Bà cô chú ơi. Ăn cơm. Này em đói quá em về em ăn nè. Chị ba. Lão công chơi bên vu hán chơi gà chơi sang bên can quả sao mấy anh? Chị pha là xỉn mà. Quay thằng mày là. Là. Hai giờ xong mấy sư mà. Giờ xong mấy sư buổi trang tạm mình cha mà. Suy ra suy đi sao? Nữa. Ngoài kha thì nản khang là bùa canh chim bè. Hay dậu xong anh á. Quá chứ, khai chiếm. Dậu vấn mà. Dậu ba, vấn rồi, suy cho. Bé khởi khởi lại xuống bà chân. Tẩy chứ. Bé khởi khởi lại xuống bà chân. Hơn là sư chị nhã. Sư chị nhã mà sang xử là. Thế sao? Chả hát sẽ nhiều hơn. Bé đây, bé, bé. Hành thua rảnh khởi này là điên xử trên sư bà chú rồi kìa. Xanh là khoái là. Hà hâu. Ừ, bộ trang xin. Chú bộ thiên. Lầu hoa cứ gì qua. Khởi sư khởi là khoa kệ bên bù liệu. Chứ cả thiên y bé hỏi là về. Chứ cả thiên y bé hỏi đó. Cứ vả chứ cả là bùa khở là về. Bùa mẹ là về. Và tao kể đi mày đó. Chứ qua thật là thua đó. Và xong mà tao kể đi mày. Gần mấy chỗ. Cái bụng da ngốm ngốm rồi cái mặt cái kìa đen lùi. Mày te khẩu trang à? Cao quả mày te khẩu trang à? Nam mà liền khay chứ dần vậy? Vi sàn ơi, tiền nản Vi sàn ơi, can quả mày cho mày chú ý. Rồi biên, biên rồi xử, xử rồi mang dạ sắm ban. Hả? Sàn tới chưa gần nào mà? Sao thay dậu xìu hải là bộ xíu chứ gì? Chứ gì sao mà xử tốt xiện? Dậu xìu hải là xử là tha xin khổ là tha cu tan là mày định quản tha là. Ông bà cô chú ơi, quên lô của con hết trời. Cảm ơn ông bà cô chú để xem và hẹn lại. Chúc ông bà cô chú năm mới vui vẻ, hảo sắp bình an, an phong thân nhượng.